Hôm qua, Ban Chỉ huy quân sự huyện Nhân Trạch phối hợp tổ chức tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh quân sự vào các học viện, các trường trong quân đội cho học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông Phước Thiền, xã Phước Thiền. Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh được cán bộ Ban Chỉ huy quân sự huyện Nhân Trạch tuyên truyền về truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam, giới thiệu về hệ thống các học viện, nhà trường trong quân đội, tư vấn về phương thức, chỉ tiêu, đối tượng, tiêu chuẩn tuyển sinh, tổ chức xét tuyển vào các học viện, nhà trường quân đội, thủ tục đăng ký xét tuyển, hồ sơ đăng ký xét tuyển, quyền lợi, nghĩa vụ của thí sinh sau khi trúng tuyển năm 2024. Đây là hoạt động thường niên được Ban Chỉ huy quân sự huyện phối hợp tổ chức, qua đó nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực cho quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.